Rồi, anh chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em cái mũ loa bên em ha, loa thẻ nhớ như một số phụ kiện khác nha anh em. Kèm theo loa ha. Thì anh em đặt hàng anh em thì anh em điện em điện thoại số trực tiếp em để trên tiêu đề, anh em điện số đó hoặc là anh em nhắn tin bên Zalo anh em. Thì khi anh em nhắn tin Zalo thì em sẽ xin địa chỉ và em gửi mẫu cho anh em. Coi đúng mẫu mà anh em muốn đặt thì em sẽ gửi về cho anh em. Hoặc là như anh em mà muốn muốn mua mà khỏi cần điện qua em thì anh em có thể làm qua những cái trang điện tử như là Shopee, Lazada, bên TikTok thì bên em đều có đăng bán mảnh dân nha anh em. Thì anh em gõ bên kênh anh Bảy Thép thì nó sẽ hiện lên. Thì bên đó thì em cũng đăng nhiều mặt hàng lắm, thì khoảng mấy trăm mặt hàng lận. Thì anh em vô đó anh em cần mẫu nào anh em điện đặt, anh em bấm bấm đặt cũng được nha anh em. Thì bên đó thì cũng ok đó. Bên đó thì bán thường thì nó cũng thường có chương trình anh em, như là miễn phí ship hoặc là nó giảm giá như 5%, 3% hoặc là 15%, tùy theo mặt hàng thôi. Và đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là cái dòng loa nha anh em. Thì cái dòng loa này là WS898 ha. Thì cái loa này là cái loa mà bán chạy nhất mà hiện tại thì anh em xài nhiều nhất nha anh em. Thì loa này thì nó đặc biệt là nó bền lắm, bền cực kỳ luôn, mà âm thanh nó lại lớn nữa. Thanh lớn lắm nghe nè. Loa này thì em bán nhiều lắm. Thì tiếng chim bên em là em cũng tự làm nghe nè. Em cũng tự làm ha. Em tự làm chứ em không có đào trên mạng gì xuống hay là đâu nghe nè. Thì tiếng chim là đặc biệt là tiếng chim em tự làm nghe nè. Thì tiếng chim này thì em khoảng mấy chục tiếng lên nghe nè. Còn tiếng chim đêm thì em cài theo con. Thì đặc biệt là tiếng chim đêm bên em ha, tiếng chim bên em là bán là đánh cực kỳ là hiệu quả nha anh em, nhạy lắm. Tiếng chim bên em nhiều bán, em bán thẻ là bán một ngày 5-7 cái thẻ là bình thường nha anh em. Thì em bán em giao hàng toàn quốc luôn nha anh em. Thì cái tiếng chim bên em như tiếng chim ngày 4-mấy tiếng, nhưng mà khi mà anh em đặt thẻ thì anh em xài những tiếng nào thì anh em nói em để em cài vô, nếu anh em không dặn em cài hết luôn là mấy chục tiếng á. Khi mình cần xài mình xài mình lỡ lâu lắm nghe anh em, thì lúc đó thì nó cũng phiền nữa. Thì như anh em xài 5 tiếng 10 tiếng gì đó thì anh em nói em sẽ cài cho anh em. Thì một cái thẻ gì đây là 150.000 anh em, thẻ 2GB hoặc 4GB ha. 2GB hoặc 4GB 150.000 anh em. Thì 150.000 là tiếng chim ngàn, còn tiếng chim đêm là một con cũng là 150.000. Thì tiếng chim thì bên em thì em tự làm chứ không có đau đâu về nghe anh em. Vậy ha. Thì cái loa này hiện tại thì em đang bán giá là 480 là loa không đó nghe anh em. Còn nếu có thẻ nhớ nữa là 506. Thì có thể nhớ là nếu mà bán kèm loa như là em cài dùm cho anh em nghe anh em, cài dùm cho anh em ha. Đã đó, thẻ không là em bán 550.000 rồi. Thì cái loa này á thì trong nó đầy đủ phụ kiện hết, loa điều khiển rồi pin tặng chống 3 cục pin luôn ha anh em, đầy đủ hết trơn cho anh em hết. Thì mà loa bên em á đặc biệt là lo mới nha anh em, lo mới 100%, không phải như lo mà sửa rồi dán tem lại ha. Em bảo đảm cho anh em là lo mới 100%, về anh em có quyền test thử thoải mái nha anh em. Thì lo em là lo mới ha. Thì khi mà anh em đặt hàng em cũng không có giao liền nha anh em. Bây giờ em sẽ để test bên chuồng cua bên em bển ngày mấy chức năng của nó rồi xài ok hết rồi em mới giao về cho anh em nha anh em. Thì cái lo bên em thì anh em xài yên tâm, cái dòng này là xài nhiều lắm nè, anh em thường đi xài nhiều, giá nó rẻ mà lại nó xài bền cực kỳ luôn. Thì cái nó điều khiển được khoảng 300m nha nè, điều khiển 300m ha. Còn như mà anh em muốn xa hơn mình kéo cái anten nè, mình để lên cây thì nó được từ 50m trở lên đó nha nè. Thì cái lo này xài bền lắm, mà anh em lỡ như tình mình có làm rớt á thì nó cũng không có đến nỗi nào nghe nè, làm rớt thì nó cũng ok lắm. Làm rớt 1-2 lần thì nó không đến nỗi nghe nè, đồ điện tử mà. Thì điện tử mà xài cái loa xài 5-6 năm là chuyện bình thường, là cái loa là nó cũng xin dữ lắm rồi đó nghe nè. Và tiếp tục cho giới thiệu cho anh em ha, cái nào cái mẫu pin mà khi mà mình xài thời gian á nè, pin máy mình xài thời gian á mà nó có bị chai pin á thì mình mua pin về thay, bên em cũng có bán luôn. Thì cục pin này hiện tại thì em đang bán giá là 101 nha nè. Về mình tháo mấy cái ốc rồi sau này dễ thay lắm. Còn này là cục sạc dự phòng, mình đi 7 thường là mình đem theo cục sạc này để khi mà nó hết pin thì mình xài cũng được nha anh em, thì tiện lắm. Thì cái này bán đồng giá cho anh em là 101 luôn nha anh em, 101 luôn ha. Còn cái pin điều khiển nè, pin điều khiển này hiện cặp 25.000. Anh em cần mẫu nào alo em nha anh em. Em có em con này cái điều khiển nè, điều khiển anh em có làm mất hư gì thì alo em. Điều khiển này em có bán luôn, gờ luôn nha anh em. Điều khiển này hiện 140. Còn cục sạc thì cũng có bán luôn nha anh em, cục sạc bán gờ luôn ha, 140.
anh em cần mẫu nào thì alo em nghe anh em có đầy đủ chưa. Còn này là cái kẹp điện thoại ha, kẹp điện thoại này thì em đang bán giá là 100.000 nghe anh em. Này là một kim loại nha, thành này kim loại, ngoài này thì mấy cái này cái lò xo lớn này, này kẹp vô cây là gió thổi không biết chích, nó cứng dữ lắm, ngắt luôn nghe nè. Này mà em bán giá là 100.000 nha, này thì kẹp điện thoại nem, cái này lò xo này kẹp nem yên tâm, không gió không đường nào thổi gất điện thoại nem xuống được. Cái rồi cái này là cái bộ nọc đánh trần, nọc đánh trần, nọc đánh trần này cái đánh cho giữ ha. Cái đầu trên này là một con thao nè, còn dưới này thì bằng inox, inox này inox đặc luôn chứ không phải inox cái nghe này inox đặc luôn. Cặp này hiện 180, còn cái móc chịu lực này thì 140 nghe nè. Chịu lực này thì ở dưới này là một con thao, còn trên này thì bằng inox. Móc chịu lực này 140 ha, bộ nó trần 180 nghe nè. Mấy mẫu này xài siêu bền luôn. Còn cái thằng xích chân cô gái ha, em có bán xích chân cô gái nè, này xích chân cô gái của Malai nghe nè, làm bằng dây đặc luôn nha, thì dây đặc luôn nghe nè, cái này chống sắn, cái chống sắn bằng mặt đạn ha, cái này sắn bằng đạn dài nghe nè, cái này xài đẹp lắm, mẫu này đẹp lắm, này thì em đang bán giá là 50.000 nghe nè, còn cái mẫu này thì nhiều anh em xài lắm nè, là mẫu số 8, mẫu này thì nó mắc hơn, mẫu này thì 65.000 cộng nghe nè, mẫu này thì anh em nào phải xài mẫu này, hai mẫu này mẫu nào cũng ok, bán nhiều lắm. Còn cái trong cái lo thì nó có tặng cho mình cái túi nha nè, cái túi của nó, nhưng mà túi của nó thì nó không có được đẹp đẹp nha, nó hơi thô, mai mình giải cái kia nó hơi thô hơn. Còn cái túi mà anh em muốn có túi nào xịn hơn á thì anh em alo em, cái mẫu này là cái túi này là túi bằng giấy nhung mềm nè, nó có hai bên hai túi mà chính giữa và trước là một cái mặt ở trước là một cái túi nữa nè. Thì cái này thì được mấy mẫu lo mới giờ mấy lo đứng ok lắm nha nè. Thì một cái này gì đây thì em đang bán giá là 100.000 nha nè, cái túi đừng lo ha anh em, đúng alo em nha nè, này giấy mềm nha nè. Thì bên em thì cũng nhiều mặt hàng lắm nha nè, khoảng mấy trăm mặt hàng á, anh em cần mẫu nào thì anh em alo em, hoặc là anh em muốn cần như những anh em mà mới tập chơi á thì muốn cần tư vấn gì thì anh em alo em ha, em sẽ hướng dẫn cho anh em. Thì ngoài giờ anh em điện ra thì anh đừng có điện cho em từ 11 giờ 1 giờ rưỡi nha nè, thì giờ đó em nghỉ trưa, thì mong anh em thông cảm ha, qua giờ đó rồi anh em điện giờ nào cũng được nghe anh em, hoặc là anh em muốn mua khỏi điện em á thì anh em qua bên mấy kênh điện tử là như là Shopee, Lazada, TikTok gì đó, anh em đều có đăng bán hết, anh em gửi vô kênh anh Bảy Thép ha, thì có nghe anh em. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em lần sau ha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nghe anh em.